đi đâu vậy? Sao điện thoại không bắt máy? Điện thoại hết pin, em đi chơi. Đừng có xạo. Đi từ trong cái hẻm đó đi ra ngoài đây, không mua ma túy chứ làm gì? Mua hay không là quyền của em, liên quan gì tới anh? Mà anh có là gì của em đâu mà quản em. Em á, khó khăn lắm mới cai nghiện được, bây giờ lại tái nghiện. Vậy công sức bỏ sông bỏ biển hết hả? Em mà nghiện ma túy lại, người ta không cho em đi xuất ngoại đâu. Em đi cai nghiện là em bị bắt, chứ em đâu có tự nguyện đâu. Còn cái chuyện em xuất ngoại á, là ba mẹ em sắp xếp, chứ em đâu có muốn qua đó. Anh đừng có nói nhiều quá, thôi mệt. Em tìm được nhà trọ rồi, em sẽ dọn ra khỏi nhà anh đó. Tùy em, em muốn hủy hoại cuộc đời thì anh không cản. Bây giờ á, em muốn về á thì lên xe anh chở về, không thì thôi. Không, không lên xe. Về đi. Nhưng mà thôi, lên xe không về chẳng lẽ ngủ ngoài đường